Ngày 27 tháng 9, Công an huyện Dương Minh Châu cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Tự, sinh năm 1988, ngụ ấp Phước Long 1, xã Phan, huyện Dương Minh Châu về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Trước đó, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 22 tháng 9, khi đang ngủ tại nhà bà ngoại ở ấp Ninh Phú, xã Bầu Năng, huyện Dương Minh Châu, Cháu nở A, sinh năm 2009, bị cha dựng là Nguyễn Văn Tự điều khiển xe mô tô đến gọi thức dậy, nói dối cha trở đi lấy đồ, rồi con chạy xe về cho mẹ. Sau đó, tự chờ nở A đến khu vực nghĩa địa cực lạc Thái Bình thuộc ấp Ninh Thuận, xã Bầu Năng, dùng vũ lực khống chế nở A để làm trò đổi bại. Nở A chống trả quyết liệt và bỏ chạy về nhà mẹ để gần đó, kể lại việc vừa bị cha dựng hiếp dâm. Sau đó mẹ của cháu nở A trình báo với cơ quan công an. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Văn Tử khai nhận do uống rượu say, không kìm chế được bản thân và đã có hành vi phạm tội trên. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Dương Minh Châu củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.